Thưa quý vị, suốt 4 năm nay, các thành viên của câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm miễn phí dành tặng cho các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Mỗi ngày 2 chuyến đi, những bữa cơm yêu thương tuy nhỏ nhưng đã mang đến niềm vui và nụ cười cho các em nhỏ và người thân. Đây là thực phẩm dùng để chế biến cho bữa cơm trưa này. Tất cả đều được lựa chọn và nấu nướng một cách cẩn thận. Không chỉ có vậy, thực đơn cũng được thay đổi thường xuyên và chú trọng đến sở thích, nhu cầu dinh dưỡng của các em. Sau khi nấu nướng, cơm canh thức ăn được chia thành 30 suất và đem đến cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng. Xin chào mọi người. Không biết là để chuẩn bị những cái phần cơm thơm ngon này cho các bệnh nhi thì cái việc mà chuẩn bị nguyên liệu đã được diễn ra như thế nào ạ? Về cái đặc thù của các bạn nhỏ, cho nên là khi mà chuẩn bị thức ăn á, thì mình phải lên thực đơn trước. Những thức ăn của các bạn phải đảm bảo đủ 4 cái nhóm thực phẩm để đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bạn. Như là chất đạm, mà chất béo, tinh bột, cũng như vitamin và trái cây. Thì ở đây thì chị ưu tiên cho các bạn là những cái thức ăn mà hữu cơ. Vị rau thì mình sẽ đặt ở trên farm. Còn lại thức ăn cá thịt thì thức ăn tươi sống, thường thường là lấy về từ sáng sớm và chế biến, sơ chế, sau đó là nấu. Và nấu xong là vào hộp để đảm bảo cái độ nóng và ngon cho các con. Dạ, có thể thấy là cái công tác chuẩn bị cũng rất là kỳ công có phải không ạ? Không biết là có bao nhiêu thành viên cùng tham gia vào hoạt động này? Dạ, với anh thì tầm câu lạc bộ thành viên và tầm người nào tầm khoảng 80 bạn, trong đó khoảng 40 bạn thành viên và 40 người nào. Thay phiên nhau nấu hàng ngày cho các em từ hơn 1 năm nay. Trong quá trình mà chúng ta triển khai cái hoạt động này thì không biết có gặp những cái khó khăn nào không? Dạ, khó khăn lớn nhất của câu lạc bộ là việc chúng ta phải thay đổi các món ăn liên tục. Và việc vận chuyển các món ăn thì phải phụ thuộc các bạn tình nguyện viên và thời tiết. Đôi lúc khắc nghiệt và các bạn tình nguyện viên toàn là nữ. Nên đó là khó khăn nhất của câu lạc bộ. Có thể thấy là cũng có rất là nhiều những cái khó khăn phải không nào? Dạ. Nhưng mà cũng rất là vui khi mọi người đã đến đây chung tay cùng các hoạt động này. Vậy thì cái động lực nào khiến chị cùng tham gia các hoạt động này với các thành viên câu lạc bộ? Trước đây thì chị có nấu cơm cho người nhà của các bệnh nhân. Nhưng mà sau này thì chị bán duyên với các bạn nhỏ. Thì chị nghĩ là chị cảm thấy biết ơn vì cái mối duyên này. Và mình cứ tham gia vào có thể lan tỏa được cái giá trị này cho đến nhiều người. Cho các có thể xoa dịu cái nỗi đau cho các em. Cũng như là mình có thể làm được những cái việc lớn hơn là những cái bữa cơm. Dạ vâng, rất là ý nghĩa. Vậy thì chị có mong muốn nào thông qua các hoạt động này trong thời gian đến? Trong thời gian đến thì chị mong là mọi người sẽ biết nhiều hơn đến cái bếp ăn như thế này để mà cộng đồng có thể chung tay, để có thể mà nhiều người hơn làm được những cái việc ý nghĩa hơn như thế này nữa. Còn đối với Hòa thì không biết Hòa có những cái mong muốn và chia sẻ nào? Mong muốn lớn nhất của câu lạc bộ thì có được lan tỏa chương trình này xa hơn, mạnh hơn và lâu dài nhất để các em có thể xoa dịu nỗi đau và có thể vượt lên căn bệnh của mình. Và nụ cười bệnh nhân ung thư chính là động lực của câu lạc bộ tiếp tục hành trình này. Chúc cho câu lạc bộ của mình sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của cộng đồng. Và có lẽ là bây giờ cũng đã đến giờ cơm của các em phải không nào? Dạ, thì chúng ta chuẩn bị ra cơm và đi di chuyển lên các em để kịp giờ. Ngày hai bữa, trưa, tối, những bệnh nhi tại đây lại hào hức đón nhận những suất cơm ấm áp yêu thương. Mơ ước được ăn những bữa cơm ngon như cơm mẹ nấu của các em giờ đây cũng đã được trở thành hiện thực. Nhà con cảm thấy rất là ngon và rất là cơm rất là giống ở nhà. Mà con thích nhất là món cá thu. Không biết là anh cảm nhận như thế nào khi nhận được những cái phần cơm yêu thương của các bạn trong câu lạc bộ ạ? Thấy cái cảm giác giống như là cơm ở nhà đem tới cho các cháu. Thật sự thì thay mặt cho các phụ huynh ở đây cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều. Không chỉ trao đi những phần cơm yêu thương, các thành viên câu lạc bộ còn dành thời gian trò chuyện, vui đùa cùng các em. Những bữa cơm trong không gian bệnh viện từ đó cùng trở nên ấm áp, vui vẻ hơn. Thưa quý vị, đúng như tên gọi bữa cơm yêu thương, các bệnh nhi ở đây được ăn những bữa cơm nhà đúng nghĩa trong tình yêu thương của người thân và đặc biệt là những thành viên của câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương. Những suất cơm vẫn được trao đi mỗi ngày và đó cũng là lúc niềm vui được đong đầy hơn khi sự sẻ chia, tình yêu thương được lan tỏa.